Quý vị và các bạn đang đến với bản tin dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Thưa quý vị và các bạn, thời tiết ở miền Bắc đang có những chuyển biến tích cực hơn khi những cơn mưa của khối không khí lạnh yếu chỉ còn xuất hiện một vài nơi ở một số tỉnh thành ven biển vào sáng sớm. Đến trưa chiều trời tạnh ráo, nền nhiệt ở vùng đồng bằng ven biển và thủ đô Hà Nội tăng nhẹ, dao động trong khoảng 23 đến 25 độ. Phía Tây Bắc Bộ có nắng, nhiệt độ cao hơn 26 đến 28 độ. Tại miền Trung, mưa chỉ còn rải rác một vài nơi ở khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh vào buổi sáng, sau đó trời tạnh ráo có nắng nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 27 độ. Các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, sáng sớm nhiều mây có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 27 đến 30 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nắng sớm nên nhiệt cao hơn, 30 đến 33 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có nắng mạnh, nhiệt độ ở Tây Nguyên từ 33 đến 35 độ. Khu vực Nam Bộ nhiệt độ từ 34 đến 36 độ, riêng miền Đông Nam Bộ nhiệt độ từ 36 đến 37 độ. Vào chiều và tối, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông trải mùa làm mát dịu không khí, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Vì vậy, người dân ở những khu vực này cần lưu ý đề phòng. Trên biển, không khí lạnh suy yếu nên gió trên khu vực Bắc Biển Đông chuyển dần sang hướng Đông Nam, cường độ cấp 3. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, gió đông đến Đông Bắc cấp 3, cấp 4, biển bình thường. Thời tiết biển thuận lợi cho cả hoạt động sản xuất của bà con ngư dân. Phần tiếp theo của bản tin là dự báo thời tiết cả khu vực của tỉnh Quảng Bình đêm nay và ngày mai. Khu vực đồng bằng ven biển, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, độ ẩm từ 77 đến 94%. Khu vực miền núi, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ, độ ẩm từ 76 đến 96%. Khu vực thành phố Đồng Hới, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, độ ẩm từ 78 đến 92%. Kết thúc bản tin là phần dự báo nhiệt độ của các vùng trong tỉnh. Chúc quý vị và các bạn có ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.